Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Định hướng nghề nghiệp được phát sóng trực tiếp trên VTV6. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề mà chắc hẳn mọi người đã và đang quan tâm. Đó là vấn đề thất nghiệp của các bạn sinh viên mới ra trường. Sinh viên ra trường thất nghiệp là vấn đề đáng báo động trong xã hội hiện nay. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp ở độ tuổi lao động năm 2021 là 1,4 triệu người, tăng 203,7 nghìn người so với năm trước. Vậy nguyên nhân là do đâu? Đầu tiên là do sự thụ động của chính bộ phận học sinh, sinh viên. Việc lựa chọn ngành nghề hay trường học còn nghe theo sự sắp đặt và phụ thuộc vào bố mẹ, không rõ lộ trình phát triển của bản thân. Tiếp theo là sinh viên ra trường có kiến thức nhưng lại thiếu đi những kỹ năng làm việc, đặc biệt là những kỹ năng liên quan đến công việc. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu xã hội. Chất lượng đào tạo còn xem nhẹ việc thực hành mà đặt nặng vấn đề lý thuyết. Do đó, sinh viên ra trường thiếu đi những kiến thức thực tế cho công việc. Và điều đó đã để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên phải kể đến đó là ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của mỗi cá nhân. Thất nghiệp có thể gây ra những nguy hại về trật tự an toàn xã hội. Và giải pháp là gì? Đầu tiên đó là học sinh, sinh viên cần định hướng sơ bộ nghề nghiệp của mình trong tương lai, hiểu được đầu ra của ngành học. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần có những trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp để có được nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Điều đặc biệt hơn hết là học sinh, sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường phải nghiêm túc học tập để đạt được những kết quả tốt. Kính thưa quý vị, thất nghiệp ở sinh viên mới ra trường không phải là vấn đề của riêng ai. Vì thế, các bạn nên có những quyết định đúng đắn hơn cho mình ở hiện tại và tương lai. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp các bạn ở những số tiếp theo của chương trình. Xin cảm ơn.